người chị mềm thật đấy, như là gái 20 ấy. Em đừng nói thế, chị già rồi, không được như những em gái khác đâu. Không, chị đừng nói vậy. Em bảo trẻ là trẻ. Khéo, ra đường, người ta nghĩ mình là vợ chồng cũng nên đấy chứ. Có thấy già chút nào đâu. Mà nấm bóp thế này, chị có thích không? Có, em làm gì chị cũng thích hết. Vậy thì được rồi. Nếu mà sau này chị thích cái gì, chị có nói với em nhé. Em sẽ dốc hết lòng để chiều chị hết. Đồ quỷ, không uổng công chị thương em. Nếu mà chị thương em thật lòng thì chị hỗ trợ em lần này nhé. Sao vậy? Em đang gặp khó khăn gì à? Chả là lũ bạn của em đang đua nhau làm ăn. Em cũng tích góp được một chút vốn định mở nhà hàng, nhưng bây giờ giá nhà đất đang lên cao quá. Chị có thì chị giúp đỡ em. Em hứa sẽ trả cho chị cả gốc cả lãi. Còn nếu chị không thích thì thôi, em ra ngoài vay lãi cũng được. Nào, chị có nói là không cho em vay đâu. Bây giờ chị sẽ banh luôn cho em nhé. Mà em cần bao nhiêu? 300 triệu. Em chỉ còn thiếu một chút đấy thôi. Chị vừa chuyển cho em rồi đấy. Em kiểm tra xem. Dạ. À, em nhận được rồi. Cảm ơn chị. Chỉ có chị là tốt với em thôi. Được rồi, chỉ được cái dẻo mồm thôi. Mà cuối tuần này em có rảnh không? Qua ăn cơm với chị nhé. Em... liệu em có qua được không? Nhỡ con gái chị không thích lại tỏ thái độ với em thì sao? Mặc kệ nó em ạ. Em quan tâm làm cái gì, chị thích em là được. Với lại từ nhỏ nó sống với bố, rồi bố mất, nó đi du học, nên chị với nó cũng không có nhiều tình cảm với nhau. Nó mà làm mình làm mẩy với em nhá, là chị không để yên đâu. Em yên tâm nhá. Vâng. Nào, chị quay đây em đồ bóp tiếp cho chị nhá. Ly ơi, vào ăn cơm đi con. Dạ vâng ạ. Em chờ anh. Anh gì mà anh, trước sau gì cũng phải chung một nhà. Còn muốn gọi rượu đi cho quen dần. Ơ kìa, Nam, em gái chị chào em kìa. Chào đi. Không ngờ, chị đã đẹp rồi, con gái còn đẹp hơn. Chứ sao, sáng sau xôn sống trước mà. Mà thôi, cả nhà ăn cơm đi. Chị ăn nhiều vào. Ừ, chị xin. Đi, ăn nhiều vào cho mau lớn. Cảm ơn Dự. Liệu tôi mới đây làm gì vậy? Gọi anh vào đây tất nhiên là muốn anh rồi. Vớ vẩn. Linh không sợ tao mách mẹ đi à? Thì sao? Em với bà ấy là mẹ con nhưng cũng ưa gì nhau đâu. Em chỉ đợi đấm tài sản ấy về tay thôi. Chứ bình thường chỉ là vợ mẹ con yêu thương nhau thôi. Mà em cũng biết anh đến với bà ấy là vì lợi dụng bà ấy đúng không? Anh có muốn cùng em bắt tay lợi dụng bà ấy chiếm đoạt tài sản không? Sao anh im lặng thế? Nãy giờ em đã khai hết với anh được gì? Nếu anh không muốn thì coi như chưa nói gì vậy. Nào nói. Anh chưa nói gì mà. Đúng. Là anh đến bà ấy chỉ là vì muốn lấy cái tài sản. Nhưng mà em phải làm cái gì đó để anh tin em chứ. Người ta nói cùng cột cùng thuyền thì không phản bội nhau. Em với anh bây giờ cùng dừng rồi.
Chị, mày con chị vào đây. Nửa đêm nấu, cái ly ăn mặc không đúng đắn, lôi em vào đây, chị em không biết chuyện gì cả. Mẹ, bây giờ mẹ đã thấy bộ mặt thật của hắn ta chưa? Là mẹ không tin con, mẹ xin lỗi, tất cả là tội cho mẹ. Hai người bẫy tôi. Đúng, nếu không thế thì làm sao mẹ ta thấy được bộ mặt thật của mày? Mẹ, mẹ tin con đi, hắn ta không phải là người tốt đâu, hắn ta chỉ lợi dụng mẹ mà thôi. Việc của mẹ không khiến con phải bận tâm. Mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm đấy. Mẹ tự biết cách nhìn người. Thời buổi này cái bọn đào mỏ ghê gớm lắm, chúng nó qua mặt mình dễ dàng lắm mẹ ạ. Hay là mẹ để con thử nó một lần nhá. Nha mẹ. Một lần thôi. Nha mẹ. Mày khôn hồn ý thì trả lại tao hết số tiền mà đã vay từ tao. Còn nếu không, tao không để cho mày yên đâu. Mẹ con chúng mày được lắm, dám mua nhau chơi đã. Nhưng mà làm gì có cái gì để tố cáo tao cơ chứ. Không phải vừa nãy mày vừa thừa nhận là mày lợi dụng tình cảm tao còn chiếm đoạt tài sản hay sao? Tao đã yên mấy hết rồi. Nếu mày không muốn ngồi tù thì tội lợi dụng và chiếm đoạt tài sản thì khôn hồn thì nhả tiền nhà tao ra đây. Còn bây giờ thì cút. Mày nhớ mặt tao đấy. Mẹ xin lỗi. Mẹ đúng là già rồi mà còn hồ đồ. Không tin con lại đi tìm người ngoài. Mẹ đúng là già rồi mà còn bất nết. Mẹ nói cái gì vậy? Con không phản đối mẹ đi tìm đối tượng, mình xem đấy là ai. Chuyện lần này coi như là bài học cho mẹ con mình. Mẹ đừng vì một thằng con ra gì mà tự trách bản thân.